Chào các bạn xem tiếp biến tần LS nha. Giờ mình cấp nguồn cho nó bằng cái cầu diode nè bạn. Mình cấp điện cho nó 110V. Thì nắng qua cầu diode ra thì nó ra là 140V. Rồi mình cấp vô đường PV của nó nè. Rồi bây giờ mình sử dụng cái mạch PWM này á, là cái điện áp của nó là 3V3, lấy từ cái nguồn của cái biến tần này luôn. Thì giờ mình kích được rồi bạn, mình kích cho điện nó chạy từ cái bút này nè, nó mở cho cái mạch LW LU này mở qua được rồi. Nhưng mà đo điện áp giữa hai cái chân này là không có điện, không có chênh lệch áp. Thì mình đang nghĩ là cái mình đang có suy nghĩ là cái mạch PWM này nè là hai cái pha của nó ra là cùng pha, hai tín hiệu PWM này là cùng pha, cho nên là hai đó nó mở cùng một lúc thì sẽ không có sự chênh lệch điện áp giữa hai cuộn dây này. Nên là bạn nào mà có sử dụng cái mạch PWM này rồi thì cho mình hỏi coi hai cái pha nó đi ra là nó lệch nhau 180 độ không, hay là nó cùng pha. Nếu hai pha nó phải lệch nhau 180 độ á thì ở chỗ này mới có điện. Còn hai pha nó ra cùng lúc là hai chỗ này điện nó cùng pha nè. Điện AC nó cùng pha thì mình đo nó không có sự chênh lệch điện áp. Cho nên là bạn nào xài rồi comment giúp mình ha. Này mình game điện thử cho các bạn xem nè. Đó, chạy ha. Nè, nguồn chạy nè, đèn đỏ cháy nè. Nguồn cấp chạy nè. Mình đang cho cái mạch đang cho mạch boost đó, nó chạy là 100 Hz. Và cái duty của nó là 50% ha. Bên đây là cũng 50 Hz. Duty của nó là 50%. Thì mình đo được là cái nó đã mở được rồi nè các bạn. Nó mở nguồn được rồi nè. Nè. Nguồn chỗ này là 125V nè. Đó. Rồi nguồn ở bên đây nè, mở được rồi nè. Cũng 125V nè. Nhưng mà điện áp giữa hai này là không có. Là có thể do cái xung ra của nó là cùng pha các bạn. Cái xung ra của nó cùng pha cho nên nó không có chênh lệch điện áp. Mình đoán vậy thôi, mình không có máy hiện sóng. Nếu có máy hiện sóng mình đo cái chỗ cái mạch PWM này xem cái dạng xung của nó là có lệch pha 180 độ là mình nghĩ nó chạy được á. Bây giờ nó mở được rồi. Nó mở được cái con IGBT này rồi nè. Thì chỉ cần cái xung PWM của mình nó lệch pha nhau 180 độ là nó sẽ tạo ra cái đầu ra là hai tín hiệu nó ngược nhau 180 độ là nó sẽ có điện áp ha. Rồi mình tiếp tục mình nghiên cứu tiếp nha các bạn. Rồi xin chào các bạn. Có gì video mới tiếp theo thì mình sẽ up lên tiếp.